Ngọc chào đón quý vị khán giả đang đến với đêm chung kết của Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 7. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và vòng thi chung kết ngày hôm nay, ba người kể chuyện tình xuất sắc là Trúc Anh, Duy Juno và Mạnh Nguyên đã cùng nhau bước vào phòng tranh tài để cùng nhau tranh ngôi vị quán quân. Mời quý vị hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng qua suốt mùa thi thứ 7 này của Người Kể Chuyện Tình. Hôm nay em đến với Người Kể Chuyện Tình thì Bình Minh đã nghe đến. Em có duyên với chương trình. Khi em cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh khiến chị bay bổng theo mùa đông. Em tự là một nửa con người của tôi, nên khi mà em tự mất đi nó, tôi bị mất đi một nửa. Thì đây là một cái thước đo về tài năng cũng như là cái sự nhập vai, và anh vô cùng là khâm phục. Sau đây xin mời quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo của vòng thi chung kết. Xin trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt, danh ca Thái Châu. Và trong đêm chung kết của Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 7, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị hai giám khảo khách mời, đó chính là ca sĩ Chế Thanh và ca sĩ Vân Khánh. Chào đón ban giám khảo của vòng thi chung kết Người Kể Chuyện Tình mùa thi thứ 7. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo hãy cùng tiến đến vị trí danh dự của mình. Thưa quý vị, ở vòng thi chung kết sẽ có hai đêm thi, chung kết 1 và chung kết 2. Ở đêm chung kết 1 là những ca khúc tự chọn với chủ đề là những sắc thái tình yêu. Ở đêm chung kết 2, mỗi người kể chuyện tình sẽ thể hiện một ca khúc đến từ những nhạc sĩ đã từng xuất hiện trong Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 7. Và đặc biệt, cả ba thí sinh sẽ có một phần thi chung, phần thi tam ca, trong một câu chuyện được dàn dựng riêng cho vòng thi chung kết. Điểm số của mỗi thí sinh sẽ bao gồm điểm số của hai phần thi đơn ca và phần thi tam ca. Tất cả số điểm của vòng thi chung kết này sẽ được giữ kín và được công bố vào đêm chung kết 2. Và đã đến lúc để chúng ta cùng những người kể chuyện tình bước vào không gian của những câu chuyện tình được kể qua những bản tình ca. Mỗi bài hát sẽ đưa chúng ta đến với những sắc màu khác nhau của tình yêu, có bồng bềnh lãng mạn, cũng không thiếu những dây dứt buồn thương. Câu chuyện đầu tiên hôm nay được lấy cảm hứng từ một ca khúc rất nổi tiếng của người nhạc sĩ, được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc bolero, nhạc sĩ Trúc Phương. Bài hát tạo nên khung cảnh cho một câu chuyện vừa thật vừa mơ. Ở trong đó, mỗi người dường như đang ôm một khối ảo mộng về một tình yêu lý tưởng. Tất cả đến sau một đêm tâm sự. Và mời quý vị cùng đến với câu chuyện ấy cùng người kể chuyện tình Mạnh Nguyên. Cậu đến từ lúc nào? Sao không vào nhà đi? Không phải nhà của tôi đâu, mà muốn vào là vậy. Cũng không biết tâm trạng của chủ nhà hôm nay có muốn gặp mình hay không nữa. Tôi thì lẩn quẩn ở trong nhà một mình hoài cũng chán. Cậu ước gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngùng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại. Kể chuyện tha phương, chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm bị
biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời, em nói thương tôi tiếng ngọt trên bờ môi. Này bạn đêm nay hơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của cho anh chị ngồi đây rất là cảm xúc. Hai em diễn hay quá. Anh có lời khen là em rất là đỉnh đạt trong nhân vật của em. Hát cũng sáng nữa. Tuyệt vời. Nhưng có một điều anh tiếc chút xíu. Trời ơi, anh ngồi đây anh nói trời ơi Nguyên ơi là Nguyên. Anh muốn chạy lên anh nhắc em ghê. Đó là thiếu cái chất ngọt trong bài. Là tại vì cái bài Đêm Tâm Sự này thường thường là phối âm bằng bolero, thì dễ cho ca sĩ xử lý lắm. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngại ngùng. Bolero kiểu có thời giờ em ngân nga nó ngọt. Cái này bài hòa âm lại là xì lô sọp. Cái em bớt ngân nga đi. Anh ngồi đây anh nói trời ui, cho anh miếng đường, cho anh miếng đường Nguyên ơi Nguyên. Chút xíu đó thôi. Anh nhắc em kinh nghiệm mà, mai mốt cho anh chút thêm chút xíu vậy thôi. Chứ hôm nay là em rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Bây giờ tôi xin chia sẻ thêm cái phần mà Trái Thanh muốn hòa âm bolero hay là slow surf. Cái này anh nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì cái tempo nó vẫn như thế mà. Ăn thua là mình đừng có bị cái ảo giác nó chi phối mình. Đó. Cái này thì cũng phải già dặn kinh nghiệm lắm mới không bị một cái gì đó chi phối cái cách hát của mình. Cái điểm son của em á, em hát rõ lời, một cái cách hát chân chất. Thì như Trái Thanh chia sẻ đó, em thêm cái phần mượt mà, nhấn nhá thêm. Chứ thật anh ra nghĩ là Nguyên làm dư sức. À, anh nghĩ là ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm em sẽ có cái kinh nghiệm này. Một cái tiết mục tôi cũng rất là hoan nghênh cái sự tiến bộ của em. Phải nói là đây là một cái giọng hát đặc biệt, có cái độ trầm dày và hát rất là rõ lời. Cảm ơn tiết mục của con. Dạ. Bản thân Vân Khánh rất thích cái giọng hát của Mạnh Nguyên. Rất là đàn ông, trầm dày và nó có cái độ sâu sắc trong đó. Hát bằng cái cảm xúc,
rất hợp với thể loại nhạc này. Nguyên cứ tự tin để mà chọn cái dòng nhạc mà mình theo đuổi. Chỉ có chăng như là hai lời góp ý của hai vị giám khảo rằng là ngoài cái hát bằng cái tâm tư của mình thì vẫn phải có một chút xíu gì đó xử lý nữa thì nó mới đưa mình đi lên một cái tầm cao hơn. Chúc mừng. Trong câu chuyện thứ hai, chúng ta sẽ cùng theo chân những nhân vật bước vào một không gian quen thuộc. Ở đó có những người tin rằng trên đời này luôn có những mối lương duyên kết nối và ràng buộc chúng ta lại với nhau. Nhưng có thật là có mối duyên vô hình nào đó ở ngoài kia hay không? Hay chính mỗi người chúng ta tự buộc mình vào một cuộc tình và cứ tin rằng đó là duyên, là nợ? Mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những mối tơ tầm đầy éo le của cuộc đời cùng người kể chuyện tình, Trúc Anh. Nè, cô buôn bán kiểu gì vậy? Giờ này mới về là sao? Má của cô á, lên từ chiều đến giờ đó, bực mình. Con, má lên sao không cho con hay? Má lên là vì má nhớ tụi con, trong hoài mà không thấy hai vợ chồng con về. Ủa, sao tay con lạnh quá vậy? Mình mẩy con ướt hết kìa. Tại hồi nãy trời mưa bất tử á, có cái áo mưa à, mà phải che gánh hàng rồi. Út, rồi chồng con có phụ giúp gì được cho con không? Dạ cũng có má, mà tại nhà đông con quá, gánh hát bữa giờ ế, một mình anh lo không có xuể, nên con phải ra chợ buôn bán kiếm thêm. Con đừng có nói đỡ cho nó, một kép hát long bông như đó thì lo lắng gì được cho ai. Ngày trước má cản con rồi mà con đâu có chịu nghe. Má, thôi má vô trong nghỉ chút đi, rồi ra ăn cơm với vợ chồng con nha má. Nè, rồi tính khi nào mới đi nấu cơm? Tính bỏ đói tôi hay sao? Hả? Anh nhỏ tiếng thôi, lâu lâu má mới lên chơi. Để má biết anh cư xử vậy má buồn đó. Tôi nói thiệt với cô, tôi cưới vợ về là để vợ hầu hạ cơm bưng nước rót cho tôi, còn bà má cô nữa, thăm nom kiểu gì, mượn tiền thì có. Anh còn coi tôi là vợ của anh không vậy? Duyên nợ vợ chồng mà sao anh khinh rẻ vậy? Đừng có hở một chút là nói chữ duyên nợ vợ chồng với tôi. Bây giờ cô mệt mỏi lắm đúng không? Nếu mệt mỏi thì đi đi. Thật sự hai chữ duyên nợ đó là do con người tự áp đặt và tạo ra, rồi tự ràng buộc chính mình hai chữ duyên nợ. Út, đi về quê với má. Má, thank you.
trách gì nhau, đời mình con gái con như mẹ trách thì trách. Trầu cao giờ thì đã heo, duyên tơ tầm suốt đời mang theo. Chị ngay từ phút đầu tiên luôn, cái phần diễn xuất của em quá hay. Chị mém nữa là chị rớt nước mắt rồi. Mà chính vì em nhập tâm từ cái cách diễn xuất, đến khi mà em vào cái bài hát nó vậy, em hát bằng tất cả cái tâm sự của em, nỗi niềm, nó đã dẫn dắt chị lôi cuốn từ đầu cho đến cuối. Phải nói rất là xúc động. Chúc mừng em. Chúc anh hát mà anh nghe mà anh mê. Cái giọng hát của em nó dày, nó đầy đặn, nghe nó đã, rất là tốt, rất là truyền cảm. Cái tiểu phẩm cũng là khá xuất sắc. Anh chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn.
gương mặt xinh xắn rồi hát nghe cũng được ha. Dạ. Các em diễn tốt lắm đó, diễn nghe là tiến bộ lắm. Em xúc động mà nãy em muốn xích khóc luôn á. Thì hồi nãy giờ Vân Khánh có chia sẻ là em hát với bằng cái cảm xúc từ trái tim. Dạ. Đúng như thế, không có kỹ xảo gì cả. Đây là một cái cách hát cũng rất là chân thật, dạ, chân chất. Thì anh cảm ơn các em rất là nhiều. Hôm nay đúng là một cái đêm quan trọng trong cái cuộc đời hành nghề của mình. Cảm ơn các em rất nhiều. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện về những người luôn muốn có một tình yêu say đắm như những dấu ấn đẹp đẽ của thanh xuân, nhưng lại cũng luôn có một nỗi sợ rằng tình yêu có thể như mật ngọt, nhưng cũng có khi lại trở thành vũng lầy, nhấn chìm những kẻ đắm đuối vì yêu. Vừa khao khát yêu thương, lại vừa sợ hãi tình yêu. Vậy, một bến bờ cảm xúc như thế nào sẽ cần cho họ để được sống, được yêu trọn vẹn? Mời quý vị cùng đến với người kể chuyện tình Duy Juno với Hẹn Yêu. Đó, để hẹn hò. Còn người yêu thì không. Nhưng mà em có còn yêu anh không? Em cũng không biết nữa. Em không muốn yêu ai cả. Tình yêu ban đầu thì như mật ngọt, càng về sau sẽ như vũng lầy. Nó sẽ nhấn chìm chúng ta bất cứ lúc nào. Anh phải yêu em nhiều bao nhiêu nữa em mới có đủ can đảm yêu anh như lúc đầu. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhớ mắt lại dù đúng em theo tàn đạo. Thay vì mong yêu thương trôn sâu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Vậy chỉ em không cần lo lắng. Yêu anh vô tư như nắng, giá như một lần được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhớ mắt lại dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Bởi chỉ em thêm can đảm. Thay vì mong yêu thương trôn giấu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Bởi chỉ em không cần lo lắng. Yêu anh vô tư như nắng, giá như một lần được sống cho riêng anh. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhớ mắt lại dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí.
một kiếp sống khác ta xung vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhớ mắt lại dù đúng hay sai vẫn xin yêu người. Nhắm mắt lại dù đúng hay sai xin hẹn yêu mãi mãi. Khánh ơi, lần đầu tiên là anh nghe cái bài hát này, Hẹn Yêu. Vậy là chắc anh với em cũng phải hẹn yêu ha? Cái đó mình tính sao đây anh? Bạn đang lo lắng kìa. Tôi rủ là hát cái bài chứ đâu có rủ. À rủ hả? Ôi chà, cái giai điệu rất là hay, rất là đẹp. Mà cái giọng hát của Jizuno thông thả, ha, thoải mái để đặt những cái cảm xúc trong cái bài hát này. Cái phần trình diễn của em anh rất là hài lòng. Và cái hòa âm cũng rất là tốt. Anh chúc mừng Jizuno. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Phải nói rằng là cảm ơn em đã đem đến cái không gian người kể chuyện tình một cái hơi thở của đương đại mới. Em càng lúc càng đẩy cái bài hát đi càng lôi cuốn hơn. Cái câu chuyện của em càng ngày càng hấp dẫn, càng lôi cuốn chị hơn. Và đặc biệt là cái xử lý về càng về sau của em, phải nói là rất hay, tuyệt vời lắm. Chúc mừng cho em, đêm nay đã làm rất tốt. Cảm ơn chị. Em đã cho anh chị xem một tiết mục thật là tốt. Ở khả năng của em được nhiều khía cạnh, có những lời thoại đơn giản nhưng rất hay. Cái sắc thái của em và diễn viên nữ rất sâu sắc. Còn nói về mà khả năng hát, em rất là tuyệt vời, rất là bản lãnh, xuống thấp cũng tốt, mà lên cao tới quãng của nữ luôn, bằng giọng gió luôn, vẫn rõ ràng, vẫn đầy đặn. Thì anh nghĩ là trong tương lai em sẽ còn tiến xa, rất xa. Anh chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp lại cả ba người kể chuyện tình trong một câu chuyện khác mà họ sẽ cùng nhau kể cho chúng ta. Một câu chuyện trải dài từ những năm tháng thanh xuân. Ai cũng tin rằng tình yêu của mình là đẹp nhất, là trong sáng nhất. Nhưng rồi đi qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời, và ai rồi cũng sẽ khác. Mới đó mà cuối cấp rồi, mai mốt không được đi học chung như ngày nào nữa. Mấy anh có buồn không? Buồn chứ, sắp trở thành người lớn hết rồi. Trời ơi, có gì đâu mà cứ buồn bã ủ dột hoài vậy. Ai rồi cũng phải lớn. Còn em nữa đó, phải mau lớn đi, để anh còn hỏi cưới em nữa đó. Anh Duy này, ghẹo em hoài à. Anh nói thiệt, cái chuyện mà anh thích em á, cả xóm cả trường này ai cũng biết hết trơn rồi. Thôi đi, đừng chọc đầu nữa. Yêu đương á thì phải mạnh dạn nói ra, cứ thầm thầm im im như ông á, người khác qua mặt lúc nào không hay đó. Đào, anh về trước nha. Tối em về nhớ đọc cuốn lưu bút này nha. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người, có người em gái qua bên thềm. Tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mong manh. Và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm. Vui sống trong mặn mà đời vang lên ngàn câu ca, mà tình thấy càng bao la ngàn lòng như chan hòa.
Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều, những chiều gặp gỡ nhau trên cầu. Nước trời xanh ngát in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu. Và tình ta càn ăn sâu sau mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào, hôm nào mưa rớt trên sông dài. Trên dòng em tiến anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai. Trời buồn khóc dung duyên ai, giọt lệ tuôn ngắn dài. Cũng đã đến nhà của tôi rồi. Tạm biệt người đẹp. Chỉ tạm biệt vậy thôi sao? Chúc sếp tổng ngủ ngon ạ. Một người như anh sẽ thăng tiến hơn nếu như mà anh còn độc thân. Chiếc ghế phó tổng giám đốc là một món quà rất lớn. Chỉ tiếc là anh còn vướng bận nhiều quá. Anh có được địa vị, tiền tài như ngày hôm nay một phần cũng nhờ em chiếu cố. Anh biết mình phải làm gì mà. Đầu việc gì thì cũng có giới hạn thời gian của nó. Xong việc sớm thì nhận thưởng sớm. Ơ, em, em thấy hết rồi hả? Đúng rồi, anh là vậy đó. Sao anh bội bạc quá vậy? Ơi rồi cũng xa khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng buông khi người ta thay lòng. Tin vào cả thế giới đến lúc anh nhận ra bao câu hứa năm xưa tan vào mưa. Trong lòng em vẫn thế, vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Chẳng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen tối. Giọt nước mắt đã chạm đôi môi anh, lẽ chia ly tiếc nuối cho những gì. Còn nhớ ngàn đời tôi nào quên, bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen tối. Giọt nước mắt đã chạm đôi môi anh, lệ chia ly tiếc nuối cho những gì. Ngày tháng có lẽ sẽ quên nhau thôi, người chắc có lẽ không nâng lòng như tôi. Vậy thôi tôi đi tìm quên nơi xa, tìm cách xóa đi gì vắng chưa phai nhòa. Rồi cũng đến lúc mình buông tay nhau,
hạnh phúc kết thúc chỉ một màu đen tôi. Giọt nước mắt đã chạm đôi môi em, lệ chia ly tiếc nuối cho những gì. Ngày tháng qua lẽ sẽ quên nhau thôi, người chẳng có lẽ không nâng lòng như tôi. Vậy thôi tôi đi tìm quên nơi xa, tìm cách xóa đi gì vẫn chưa phai nhòa. Vậy thôi tôi đi tìm quên nơi xa, tìm cách xóa đi dĩ vãng chưa phai nhòa. Cái bạn nó sắp này quá tuyệt vời. Quá hay. Cái phần diễn kịch cũng hay. Đúng rồi. Cái phần hát của mỗi em đều rất là tốt. Cái phần cô đa rất là tuyệt vời. Bè bối cho cái cô đa quá tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Rất là thích luôn. Cảm ơn tiết mục này rất nhiều. Cảm ơn các em. Nếu như mỗi anh cô đa thêm thì em thêm nữa. Tiết mục xuyên suốt quá hay. Dẫn dắt câu chuyện từ một cái hình ảnh rất đáng yêu, một mối tình dễ thương thủa học trò, rồi đến qua bao thăng trầm sóng gió đến ngày hôm nay, ai rồi cũng sẽ khác. Nó rất là ăn xong với nhau, rất là hay. Juno thì phụ trách cái mảng bay bổng ở trên, bạn nữ thì là chính, còn bạn Nguyên thì là đi một cái bè trầm rất hay nha. Phải nói là cái phần cô đa là điểm 10 luôn á, và rất là hay. Chúc mừng cho ba bạn, các bạn sẽ tiến xa hơn nữa trong những cái chặng đường ca nhạc của mình. Trước tiên, đây là một kịch bản hay, một mashup rất là khéo léo, kết hợp rất là logic, hai trường phái nhạc bolero và nhạc trẻ rất là hòa quyện. Anh chúc cho các em luôn được nhiều sức khỏe. Chúc mừng ba em. Và chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho ba người kể chuyện tình của đêm chung kết vừa hoàn thành xong phần thi của đêm chung kết 1. Kính thưa quý vị khán giả, ở đêm thi chung kết 2, chúng ta sẽ được gặp gỡ ba người kể chuyện tình với ba phần thi. Mỗi ca sĩ sẽ thể hiện một bài hát của một nhạc sĩ đã từng xuất hiện trong Người kể chuyện tình mùa thứ 7 này. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem chương trình Người kể chuyện tình và cùng chúng tôi tìm ra ai sẽ là người đăng quang cầm được vào chiếc cúp quán quân của Người kể chuyện tình mùa thứ 7 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Ngọc xin được trân trọng kính mời ban giám khảo sẽ tiến lên sân khấu để chúc mừng cho những người kể chuyện tình đêm nay. Chương trình Người kể chuyện tình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau. Người kể chuyện tình mùa thứ 7 đã đi tới đêm tranh tài cuối cùng, đêm chung kết 2. Với ba câu chuyện được dựng từ những ca khúc nổi tiếng của ba nhạc sĩ Thanh Sơn. Đâu đây dư hương gợi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Nhạc sĩ Ngọc Sơn. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Và nhạc sĩ Đức Huy. Ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời, đẹp nhất trong đời, đẹp nhất trong đời, đẹp nhất. Ngôi vị quán quân sẽ gọi tên ai? Đón xem đêm chung kết 2 Nghi kể chuyện tình mùa thứ 7 vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.